Lịch sử hình thành đất nước Nga. Trong buổi đầu lịch sử, những vùng thảo nguyên rộng lớn của nước Nga là nơi sinh sống của rất nhiều sắc dân, trong đó có cả các cư dân bản địa và những người du mục từ châu Á tới. Các cư dân này sinh sống lẻ tẻ, không thống nhất và thường phải thần phục các thế lực mạnh xung quanh như Hy Lạp, La Mã hay Viking. Tổ tiên của người Nga là người bộ lạc Slaver. Người Slaver chung sống với các sắc dân còn lại và dần chiếm ưu thế theo thời gian. Dần dần, họ tạo các khu tập trung bên cạnh những dòng sông lớn, nơi dễ dàng sinh hoạt và trao đổi hàng hóa. Việc thông thương rất thuận lợi vì đây là vùng giao thông nối liền Nam Bắc. Khi ấy, thành phố Novgorod nổi tiếng như một đô thị lớn và giàu có nhất vùng. Và chính Novgorod được coi là sự khởi đầu của nước Nga. Thế nhưng mặc dù thế giới trải qua rất nhiều những biến chuyển với rất nhiều đế chế hùng mạnh, nhưng tại vùng thảo nguyên nước Nga vẫn chưa có một chính thể quốc gia nào tồn tại. Họ vẫn chỉ là các thành phố tập trung dân cư sinh sống. Phải tới tận thế kỷ thứ 9, một nhánh người Viking tại Bắc Âu đến định cư hẳn tại đây, lịch sử nước Nga mới bước sang trang mới. Năm 862, thủ lĩnh tộc Viking là Rurik đưa người của mình đến chiếm lĩnh thành phố Novgorod. Biên niên sử Nga không ghi chép rõ, nhưng cho dù người Viking có dùng vũ lực đánh chiếm thành phố hay được người dân Novgorod tự nguyện trao cho họ quyền cai trị, cũng không thể phủ nhận vai trò tộc Viking đối với thành phố. Họ đã giúp thành phố thực sự trở thành cái nôi của nước Nga sau này. Người Viking hóa mình vào đời sống chung và Novgorod trở thành thế lực lớn. Novgorod dần mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình và chỉ 20 năm sau, năm 882, người Novgorod đã tiến xuống phía Nam và giành quyền kiểm soát Kiev, một thành phố giàu có không kém gì Novgorod. Thành phố Kiev là điểm trung chuyển quan trọng giữa đô thành Constantinople của đế chế Byzantine Đông La Mã với vùng Bắc Âu. Việc kiểm soát Kiev cùng hàng loạt các thành phố nhỏ trước đó chính thức đưa tới sự ra đời của một quốc gia hợp nhất đầu tiên của người Nga. Quốc gia đầu tiên mở ra lịch sử vĩ đại trên mảnh đất này mang tên Rus-Kiev. Dưới triều đại Rus-Kiev, thành phố người Slaver được mở rộng, củng cố vững chắc thông qua nhiều cuộc chiến tranh và trở thành một thế lực mới nổi đáng sợ ở miền đông châu Âu. Thời kỳ này cũng chứng kiến đạo Kitô chính thống giáo được truyền bá thông qua quan hệ thông thương giữa Rus-Kiev và đế chế Byzantine Đông La Mã. Trải qua hơn 200 năm tồn tại, đến cuối thế kỷ 11, ngay sau triều đại của Yaroslav, vị thủ vĩ đại nhất vương triều Rus-Kiev, đất nước rơi vào hỗn loạn vì những cuộc chiến tranh quyền lực giữa những người kế vị. Gần như mỗi công tước của một thành phố đều tham gia vào cuộc tranh giành, khiến đất nước vỡ vụn thành nhiều mảnh. Trong suốt 100 năm sau đó, đất nước quay trở lại thời kỳ trước khi Rus-Kiev ra đời. Mỗi thành phố là một thế lực riêng rẽ, nghi kỵ lẫn nhau. Đến thế kỷ thứ 13, cuộc chinh phục của người Mông Cổ với Thái tử Bạt Đô, cháu thành Cát Tư Hãn là cú đánh quyết định đánh sập các thành phố bị chia rẽ của Nga. Phần lớn lãnh thổ Nga sáp nhập vào kim chướng Hãn Quốc, một phần phía đông đất nước thì bị các nước Ba Lan, Thụy Điển đánh chiếm. Chỉ còn lại một vùng nhỏ mà người Nga giữ được phần nào quyền tự trị, đó chính là Novgorod. Sau khi thần phục phần nào kim chướng Hãn Quốc ở phía đông, Novgorod khẳng định quyền tự chủ phía tây khi đánh thắng đế chế Thụy Điển trong một trận chiến không tưởng trên dòng Neva. Dưới thời cai trị của kim chướng Hãn Quốc, các thành phố lớn như Kiev đã bị người Mông Cổ tàn phá hoàn toàn trong chiến tranh và gần như không phục hồi được hoàn toàn vinh quang trong quá khứ. Đây cũng là cơ hội cho những thành phố mới được kiến lập. Và Moscow, một thành phố từ một khu tập trung nhỏ bé đã phát triển trở thành tiền thân của nước Nga mới. Công quốc Muscovy được phát triển thịnh đạt nhờ vị trí trung tâm đất nước, nhờ sự thần phục kim chướng Hãn Quốc, Muscovy trở thành điểm tập trung thu nhận cống phẩm của người Mông Cổ tại Nga. Thành thế và sự thịnh vượng của công quốc được tăng lên khi giáo hội Nga chuyển đến Muscovy. Công quốc trở thành trung tâm sinh hoạt tôn giáo, văn hóa và là điểm phát triển thương mại lớn nhất vùng. Từ một khu thành gỗ nhỏ, Muscovy vươn mình trở thành một đại công quốc.
Sau 100 năm, vào thế kỷ 14, các lãnh thổ trên đất Nga đã hồi phục phần nào, trong khi những người Mông Cổ tại Nga, vương triều Kim Trướng Hãn Quốc suy yếu trầm trọng, và người Nga nhận thấy cơ hội để vùng lên phá tan xiềng xích quân Mông Cổ. Lúc này, chính Đại Công Quốc Muscovy nổi lên trở thành kẻ thách thức quyền thống trị của các Kim Hãn. Chiến tranh nổ ra, vậy là trận Kulikovo trên bờ sông Đông diễn ra năm 1380 với liên quân các công quốc Nga dưới sự chỉ huy của Muscovy. Trận đánh này được coi là một trong những trận chiến lớn bậc nhất thời Trung Cổ tại chiến trường châu Âu. Kulikovo trở thành một bước ngoặt trong cuộc đấu tranh của người Nga chống lại sự cai trị của Kim Trướng Hãn Quốc. Và mặc dù phải tới 100 năm sau, sự cai trị của người Mông Cổ mới thực sự bị lật đổ. Những trận chiến này đã tác động mạnh mẽ tới ý thức của những người sống trên mảnh đất Nga, cố kết họ thành một dân tộc và thúc đẩy quá trình thống nhất nước Nga thêm một lần nữa. 100 năm sau, trận Kulikovo năm 1480, Đại Công Tướng Ivan Vĩ Đại, thủ lĩnh Muscovy, lãnh đạo nhân dân đánh đuổi hoàn toàn người Mông Cổ. Đất nước Nga trở thành một khối thống nhất dưới quyền Đại Công Quốc Muscovy. Đến năm 1547, Đại Công Tước Ivan IV của Muscovy chính thức xưng tước hiệu Sa Hoàng. Nước Nga vươn mình trở thành thế lực lớn nhất tại Đông Âu. Trong thời gian trị vì, Sa Hoàng Ivan IV thực hiện cuộc chinh phục tất cả các mảnh đất từ tất cả các hướng. Dân tộc Nga tiến về phía đông vào châu Á và làm chủ vùng Siberia rộng lớn. Nước Nga trở thành một quốc gia sắc tộc và đa tôn giáo với lãnh thổ rộng bậc nhất lúc bấy giờ. Tuy nhiên, đến cuối triều đại của Nga Sa Hoàng Ivan IV, ông dần mất ổn định, trở nên bạo lực và các quyền thần trong triều nổi lên tranh giành quyền lực. Nước Nga rơi vào hỗn loạn. Mãi tới năm 1613, các quý tộc Nga mới thống nhất và tôn Mikhail Romanov, chàng thanh niên 16 tuổi tài năng lên làm Sa Hoàng, mở ra triều đại Romanov kéo dài hơn 300 năm với rất nhiều vĩ nhân trong lịch sử Nga. Trong số đó, đặc biệt nhất là Nga Sa Hoàng Piotr Đại Đế. Ông chính thức nắm quyền vào năm 1696, nhưng ngay từ trước đó, chàng thanh niên Piotr với hoài bão đưa nước Nga trở nên hùng cường đã rất tích cực cải tiến đất nước. Ông cho lập hạm đội hải quân mới và xây dựng đô thành mới Saint Petersburg vào năm 1703, mở ra con đường vươn mình của đế quốc Nga. Thời đại Piotr Đại Đế là thời kỳ thịnh trị nhất trong lịch sử nước Nga, lãnh thổ đế quốc bấy giờ rộng gấp 3 lần lục địa châu Âu. Sau khi Piotr Đại Đế qua đời năm 1725, nước Nga rơi vào một cuộc khủng hoảng khi không có một ai có tầm nhìn và đủ sức thực hiện tiếp công cuộc vĩ đại của ông. Tranh chấp nội bộ thường xuyên xảy ra cùng với đế quốc Nga rơi vào vòng xoáy của chiến tranh. Tuy nhiên, thời kỳ này cũng chứng kiến những điểm sáng trong lịch sử Nga, đó là việc xuất hiện nhiều nữ hoàng kiệt xuất như Elizabeth hay Catherine II. Và mặc dù rơi vào vòng xoáy chiến tranh liên miên, nhưng những cuộc chiến tranh phần lớn đem lại sự vinh quang cho nước Nga, biến Nga trở thành bá đầm quyền lực của châu Âu. Trong số đó, có thể kể đến những chiến công hiểm hách trong cuộc chiến kế vị Ba Lan, chiến cuộc 7 năm hay đánh bại đế chế Ottoman tại Biển Đen, và huyền thoại nhất là đả bại Napoleon Bonaparte với hơn nửa triệu quân Pháp xâm lược nước Nga. Trong cuộc thế kỷ 19, đế quốc Nga mở rộng thêm nhiều lãnh thổ và quyền lực. Biên giới đế quốc giờ đã vượt qua cả Thái Bình Dương, vươn tới Alaska, Bắc Mỹ. Tuy nhiên, sự huy hoàng bề ngoài không đi liền với sự thịnh vượng bên trong. Trong lòng đất nước, các Nga Sa Hoàng vẫn duy trì chế độ nông nô với chế độ nông nghiệp lạc hậu, làm nền kinh tế đất nước không thể phát triển. Trong khi ở phía bên kia châu Âu, các nước Tây Âu đang trong cuộc cách mạng công nghiệp và khai thác thuộc địa mạnh mẽ, nước Nga bắt đầu thụt lùi ra phía sau. Các cuộc nổi dậy trong đế chế diễn ra ngày một nhiều, khiến chế độ Sa Hoàng ngày càng suy sụp. Đế quốc Nga tuột dốc không phanh và trở thành miếng mồi ngon cho các nước đế quốc tư bản. Năm 1905, quân Nhật tấn công nước Nga tại vùng Viễn Đông và giành thắng lợi lớn. Sự thất bại toàn diện của quân đội Nga cả trên bộ lẫn trên biển này được coi là một trong những thảm họa lớn nhất của cả châu Âu. Nước Nga Sa Hoàng lạc hậu tồn tại thêm một số ít năm ngắn ngủi trước khi những làn sóng nổi dậy của nhân dân nhấn chìm chế độ phong kiến tại Nga. Bước sang thế kỷ 20, Nga rơi vào một cuộc nội chiến,
nơi những người Bolshevik giành chiến thắng đã kiến lập nước Nga Xô Viết, Liên Xô. Thời đại Liên Xô huy hoàng, dân tộc Nga đã làm nên cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại và đưa đất nước vươn mình trở thành một siêu cường thế giới. Năm 1991, Liên Xô giải thể, 11 nước Cộng hòa tách khỏi liên bang, trong đó nước Nga giữ vai trò thừa kế của Liên Xô. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.